chào quý vị khán giả, tôi là Sơn Lâm và đây là Chuyển động 24 giờ. Thưa quý vị, lợi dụng chính sách hợp pháp hóa cần sa tại một số nước thì các đối tượng người Việt Nam đã có những chiêu trò mới. Sang Thái Lan để trồng, để sản xuất cần sa, sau đó đưa hàng trăm kg cần sa về Việt Nam để tiêu thụ trái phép. Vừa qua thì Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công một đường dây vận chuyển buôn bán mặt hàng này qua đường bưu điện. Bây giờ người ta sẽ gửi hàng cho em và bất kể chỗ nào thì em không biết cái địa điểm nên được chính xác được. Đó là xong xuôi là tới là lúc đó sẽ có người gọi điện và cứ mỗi chỗ là mỗi xe khác nhau, mỗi địa điểm khác nhau. Rồi một câu chuyện trên mạng xã hội. Bóc phốt xưa nay vẫn luôn là một từ khóa nhận về nhiều lượt tương tác. Chúng ta khoan hãy nói về tính đúng sai của những thông tin chi tiết. Vấn đề là trong đó vẫn thường tồn tại những tương tác vô cảm. Mục tiêu điểm trong chương trình ngày hôm nay hãy nói về những tương tác này. Thông tin quốc tế sẽ là câu chuyện về một người đàn ông sợ độ cao nhưng mà gần 30 năm làm một thợ lau kính ở một tòa nhà cao nhất của Hàn Quốc. Làm việc rất chăm chỉ và đầy tự hào về công việc của mình. Điều gì đã khiến cho người đàn ông ấy vượt qua được nỗi sợ? Vâng thưa quý vị, 21 giờ tối ngày hôm qua ngày 4 tháng 7 thì một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà xưởng sản xuất bao bì rộng hàng nghìn mét vuông tại tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin cụ thể đến thời điểm này như thế nào? Xin được mời biên tập viên Hải Yến sẽ có những cập nhật đến với chúng ta. Vâng anh Sơn Lâm và thưa quý vị khán giả, đến rạng sáng ngày hôm nay mùng 5 tháng 7 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và may mắn là không có thiệt hại về người. Vâng và ngay khi nhận được tin báo thì hàng chục xe cứu hỏa và hàng trăm chiến sĩ tại thành phố Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Thông tin ban đầu thì vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty bao bì. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm khói đen bao trùm trên diện rộng. Nhà xưởng có diện tích khoảng là 1 hectare. Thời điểm xảy ra cuộc hỏa hoạn không có công nhân làm việc. Hơn 10 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường để dập lửa và đến khoảng 1 giờ sáng đám cháy đã được dập tắt. Tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phải hoàn thành việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy trước ngày 10 tháng 7. Đây là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Các nhà trẻ, trường mầm non, bệnh viện, phòng khám, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện cũng sẽ được tiến hành kiểm tra. Cương quyết xử lý tình trạng nhà ở riêng lẻ tự ý chuyển đổi thành nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ để bán hoặc là cho thuê, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm. Từ ngày 1 tháng 8, căn hộ loại nhà ở chung cư mini được cấp giấy chứng nhận sổ hồng theo pháp luật về đất đai, được bán, cho thuê mua, cho thuê, quy định tại luật nhà ở 2023. Luật quy định chi tiết về phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê hay thường được gọi là chung cư mini. Để được cấp sổ hồng loại hình nhà này thì phải tuân thủ các quy định đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng điều kiện về quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Thưa quý vị, lợi dụng chính sách hợp pháp hóa cần sa tại một số nước, các đối tượng người Việt Nam đã sang Thái Lan tiến hành trồng và sản xuất cần sa, sau đó đưa hàng trăm kg cần sa về Việt Nam tiêu thụ trái phép. Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã bóc gỡ thành công đường dây vận chuyển buôn bán mặt hàng này, thu giữ gần 800 kg cần sa và bắt giữ 12 đối tượng. Cần sa được đóng trong các túi hút chân không, hàn kín để không phát sinh mùi, nhằm dễ dàng vận chuyển thông qua các đơn vị chuyển phát. Trà trộn vào các kiện hàng đóng hộp dưới vỏ bọc là chè khô cũng là một thủ đoạn nhằm tạo vỏ bọc, hạn chế sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, toàn bộ số cần sa này đã được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành kiểm tra đồng loạt 3 địa điểm tại Hà Nội và tỉnh Đồng Nai. Các đối tượng vận chuyển trái phép cần sa số lượng rất lớn, có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khám phá bắt giữ, số lượng thu giữ gần 800 kg cần sa. Đường dây này hoạt động với thủ đoạn đối tượng cầm đầu điều hành các đối tượng cấp dưới qua nhiều ứng dụng trên không gian mạng như Telegram, Zalo, Facebook. Ngoài ra, các đối tượng cấp dưới còn trực tiếp thuê người lao động tự do, chưa có tiền án tiền sự, làm chân rết, tham gia đóng gói, vận chuyển và mua bán trái phép chân ma túy nhằm tạo vỏ bọc, hạn chế sự phát hiện của lực lượng chức năng. Bây giờ người ta sẽ gửi hàng cho em và bất kể chỗ nào thì em không biết cái địa điểm nên được chính xác được.
đó là xong xuôi là tới là lúc đó sẽ có người gọi điện, là cứ mỗi chỗ là mỗi xe khác nhau, mỗi địa điểm khác nhau. Em chỉ làm theo sự chỉ đạo của người ta ở bên nước ngoài, là người ta đưa ra cho em như nào thì em sẽ làm như vậy. Còn mỗi tháng bản thân em nhận được 150 triệu một tháng. Theo cơ quan điều tra, việc cần sa được hợp pháp hóa tại một số nước trong khu vực cũng như sự thuận tiện của các dịch vụ thương mại điện tử chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng buôn bán ma túy trái phép. Các đối tượng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài cầm đầu cái đường dây móc nối với các đối tượng ở Việt Nam với cái phương thức thủ đoạn là thành lập các cái công ty cũng như là qua các công ty vận chuyển, chuyển phát quốc tế và vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam qua nhiều chặng và qua nhiều khâu và thông tin trên cái địa chỉ trên mạng xã hội. Và cái phương thức thanh toán là qua tiền ảo, qua tiền điện tử. Do đó dẫn đến cái việc điều tra, khám phá và truy xét, mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan cũng hết sức là khó khăn. Ngoài tang vật là gần 800 kg ma túy cần sa, lực lượng chức năng còn thu giữ một máy khỏ nhiệt, 2 máy đóng gói chân không, 6 máy ép thủy lực, 10 cân điện tử cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc kinh doanh cần sa trái phép. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và điều tra mở rộng, tổ chức truy bắt các đối tượng khác có liên quan. Thưa quý vị, hết thời hạn tuyển sinh chính thức vào ngày 13 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ căn cứ các trường còn thiếu chỉ tiêu đăng ký tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu lớp 10 được giao trong năm học 2024-2025. Quy trình tuyển sinh với các trường thiếu chỉ tiêu sau thời gian tuyển sinh chính thức như sau. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố công bố danh sách trường có chỉ tiêu tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2024-2025, hướng dẫn thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ. Học sinh được đăng ký xét tuyển bổ sung là các em không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh có điểm thi tuyển cao hơn hoặc là bằng điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường nộp hồ sơ xét tuyển. Với các học sinh đảm bảo 2 điều kiện trên, trường có đăng ký xét tuyển bổ sung theo chỉ tiêu còn lại, xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Tính đến tối ngày hôm qua, đã có hơn 90 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm vào nhiều trường cũng chuẩn bị xét tuyển học bạ chạm mốc gần tuyệt đối. Và trước đó thì nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ rất cao như là trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn là 30/30 với ngành luật kinh tế tổ hợp A00, toán lý hóa và A01, toán lý tiếng Anh. Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn xét học bạ có 8 ngành lấy điểm chuẩn cùng mức là 29.9/30. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn thang điểm 30, dao động từ 24,87 cho đến 29,51, trong đó riêng tổ hợp C00 điểm chuẩn dao động từ 25,87 cho đến 29,51. Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn xét học bạ dao động từ 22 đến 25 điểm, trong đó điểm chuẩn cao nhất ở ngành sư phạm công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa. Sau một chuyện nóng trong Chuyển động 24 giờ trưa ngày thứ tư vừa qua, không biết vô tình hay hữu ý, một trang mạng xã hội chuyên bóc phốt đời tư người khác đã không còn nữa. Thế nhưng việc lập kênh mới cũng chẳng khó khăn gì. Và bóc phốt thì xưa nay vẫn luôn là một từ khóa nhận về nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội. Vẫn còn nhiều điều để bàn về câu chuyện này. Vâng, thưa quý vị, việc lập một kênh mới trên mạng xã hội không khó và bóc phốt thì luôn là chủ đề hút nhiều tương tác. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy là vòng lặp này sẽ chẳng có lý do gì để có thể dừng lại cả. Tung tin này, gây xôn xao dư luận, rồi đính chính, rồi lại tung ra những chi tiết, những thông tin mới. Vòng lặp này muốn vận hành được, nó sẽ luôn cần một chất bôi trơn, đó là những tương tác. Vấn đề là trong những tương tác đó vẫn thường tồn tại những tương tác vô cảm. Vâng, thưa quý vị, để định nghĩa thì đơn giản có thể hiểu là những tương tác vô cảm là những tương tác không quan tâm tới cảm xúc của những người trong cuộc và xa hơn nữa là làm phiền, là quấy rối, là đảo lộn cuộc sống thực của những người trong cuộc. Trong những sự việc đáng chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây thì không thiếu những bình luận như thế. Dễ thấy nhất, bình thường nhất là những bình luận kiểu như quý vị đang thấy ở đây. Xin link này, video đâu, làm màu để nổi à? Còn cao hơn nữa là những dòng bình luận mà chính chúng tôi cũng cảm thấy ái ngại, chẳng dám đưa lên hình trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh những thông tin đưa ra còn chưa rõ trắng đen thật giả, tính sát thương của những bình luận vô cảm ấy lại càng cao. Mày không nghĩ tự tử đi, cửa sổ kia nhảy xuống chết đi, mày còn sống trên đời này làm gì? Những bình luận vô cảm như đẩy cô gái này vào bước đường cùng là chọn cái chết. Từ khi hàng loạt bài đăng ẩn danh trên trang chưa biết được lan truyền,
Cuộc sống của cô gái này rơi vào khủng hoảng. Mình thấy rất là hoang mang, hoảng loạn và sợ hãi. Chỉ biết ngồi một chỗ mình khóc, mình suy nghĩ thôi, mình cũng không ăn, không ngủ được. Mình và gia đình bị tấn công, chỉ trích và thậm chí là nguyền rủa. Mọi người luôn nghe từ một phía và chưa xác thực những thông tin đấy là có chính xác hay không. Mọi người đã dồn dập mình, tấn công mình, thậm chí là muốn mình kết liễu. Mình cảm thấy rất là ấm ức. Trong cái lúc mà mình đang hoảng loạn thì mình nghĩ là mình chấm dứt cuộc sống này bằng cách đi tự tử. Đến bây giờ thì mình nghĩ nếu như mà lúc đấy mình có chết đi thật thì những lời đai nghiến đấy mọi người cũng sẽ vẫn chưa chấm dứt. Mọi người vẫn cứ sẽ tiếp tục. Lúc nào mình cũng nói với con mình là mẹ không sao. Lúc nào cũng nhắn tin là mẹ yên tâm, mẹ không sao hết đâu, con cứ cố gắng đi. Lo cho bản thân mình đi, không phải lo gì mẹ hết. Nhưng mà đúng ra thì là người mẹ mình rất chi là khổ. Khổ trong lòng lắm. Nhiều khi họ cứ nghĩ con 44 là đơn giản, nhưng mà nhiều khi nó nghĩ khác, rất khác nhau. Vì cái con số 44 làm cho con người ta rất áp lực và làm cho cả bản thân người mẹ như thế này cũng thấy áp lực. Vì đây là một cái công kích để cho con mình cảm thấy giác nó không còn cái gì trên đời này nữa. Vì tất cả mọi người độc đồng mạng đều nhắm đến con gái mình. Chưa thể có hồi kết cho câu chuyện này khi loạt thông tin giả và những bình luận công kích vẫn tiếp diễn. Không chỉ những vụ của mình mà còn tạo ra những cái hành vi mà mình tự là không thể ngờ tới được, chính là tạo ra những cái tài khoản giả mạo mình để lên viết một bài viết chỉ lấy đúng cái ảnh của mình và đã đăng một cái bài trạng thái lên với những dòng cáp gọi là không phải những cái lời nói của mình lên. Họ tất cả đều họ xuyên tạc ra để có thể dìm mình xuống, để vẽ ra những câu chuyện khác ác hơn về mình. Bình luận vô cảm có thể rơi vào bất kỳ ai, chỉ cần người đó đang là tâm điểm trên mạng xã hội. Và dù là ai, thì việc đối diện với những bình luận ấy cũng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thưa quý vị, đúng sai là việc của bản chất thông tin, còn bình luận lại là chuyện của mỗi người. Trong câu chuyện trên thì xin được nói rõ rằng ranh giới trắng đen chỉ có thể biết rõ khi mà cơ quan chức năng vào cuộc với những chứng cứ rõ ràng. Chúng tôi không có kết luận gì ở đây. Thế nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi kết luận đó, chẳng thể cấm được ai bình luận vô cảm trên mạng xã hội được. Vậy nên việc xử lý những bình luận này là một việc khó. Thực ra thì thưa quý vị, những bình luận ấy chỉ là phần ngọn của vấn đề thôi. Cái cần xử lý ở đây là phần gốc, đó chính là những tin đồn được đưa ra. Chính nó đã khơi mào, chính nó đã góp phần tạo môi trường cho những bình luận vô cảm kia xuất hiện. Vâng, câu hỏi đặt ra là tại sao lại có những trang mạng chuyên làm công việc bóc phốt để mà tạo môi trường cho những bình luận vô cảm kia xuất hiện? Thì trong thời buổi mà số lượt tương tác có thể bằng cách nào đó quy ra tiền thì vấn đề này có lẽ cũng không quá khó hiểu. Thưa quý vị, khi mà tìm hiểu về câu chuyện này, lướt qua những video đề xuất trên mạng xã hội thì chúng tôi đã ghi lại được hình ảnh sau đây. Xin được đọc nguyên văn vài dòng như thế này. Hiện tại giá bên mình tùy theo người cần lên bài là ai, có tầm ảnh hưởng như thế nào. Nếu bên mình tự viết kịch bản thì giá là 5 triệu. Còn lên bài theo thông tin của bạn thì giá là 2 triệu bạn nhé. Vâng, tính xác thực của đoạn email này đến đâu? Có lẽ chúng ta cũng sẽ biết sớm thôi, bởi nhân vật trong câu chuyện này thì cũng đã cung cấp thông tin tới cơ quan chức năng và luật sư. Thưa quý vị, ở nhiều quốc gia khác, những cách kiếm tiền bằng việc tung tin về người khác cũng không phải là chưa từng gặp. Như là tại Hàn Quốc chẳng hạn, các kênh bóc phốt người nổi tiếng cũng xuất hiện ở showbiz Hàn. Thậm chí là các kênh này còn kiếm được số tiền lớn nữa cơ. Tuy nhiên họ cũng phải trả giá khi mà có thể phải đối mặt với những vụ kiện cáo. Ngay thời điểm này, phiên tòa xét xử kênh YouTube Fandokam đang diễn ra. Kênh YouTube này thì bị buộc tội là phỉ báng 7 người nổi tiếng bằng cách đăng tải 23 video bóc phốt từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Các video có nội dung nhiều người nổi tiếng là gái mại dâm hoặc cả phẫu thuật thẩm mỹ, thế rồi là RM BTS kết hôn, rồi Namju Hyuk thô lỗ, hay là Jang Woon Jung hẹn hò với nghệ sĩ lớn tuổi, thậm chí là có thai ở tuổi 19, vân vân. Qua phân tích tài khoản của Tandokam thì cơ quan công tố của Hàn Quốc xác định là có 250 triệu won, tức là khoảng 181.000 đô la Mỹ lợi nhuận đã được tạo ra trong khoảng 2 năm kể từ tháng 6 năm 2021. Kênh YouTube này có khoảng 60.000 người đăng ký theo dõi và thu về khoảng 10 triệu won, tức là hơn 7.000 đô la Mỹ lợi nhuận hàng tháng từ doanh thu quảng cáo trong các video. Vậy là về cơ bản, nếu như muốn bóc phốt một ai đó và có đủ tiền trong túi, ai cũng có thể làm việc này. Và như vậy cũng có nghĩa là ai cũng có thể phải đối mặt với những tương tác vô cảm từ những tin đồn dù đúng dù sai về mình. Chúng ta cần làm gì đây để chuẩn bị cho một viễn cảnh chẳng ai muốn nhưng lại có thể xảy ra đó?
Thứ nhất là chúng ta nên đánh giá về cái sự vụ tin giả đó, nó ảnh hưởng nghiêm trọng hay là không nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc của chúng ta. Thứ hai, chúng ta đánh giá về bản chất cái tin đấy, nó đúng bao nhiêu phần trăm, nó sai bao nhiêu phần trăm. Bước thứ ba, kiểm soát phát ngôn của những người liên quan mà chúng ta kiểm soát được, có thể là bạn bè của chúng ta hoặc người thân của chúng ta. Rất nhiều trường hợp là khi chúng ta chưa lên tiếng, những người thân của chúng ta lên tiếng bảo vệ chúng ta, nhưng cái sự bảo vệ đó không đúng lúc đúng chỗ, nó lại tạo cho những khủng hoảng nhỏ trở thành khủng hoảng to. Có thể chúng ta xử lý theo hướng im lặng. Chúng ta sẽ lựa chọn im lặng trong hai trường hợp. Thứ nhất là khi cái khủng hoảng hoặc là cái tin giả đó nó không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như công việc của chúng ta. Trường hợp thứ hai là khi chúng ta không có đủ những bằng chứng thuyết phục để chứng minh về cái tin giả đó. Nhưng đương nhiên là cái phương án này nó sẽ có những cái giá, đó là những cái tin đồn đấy nó sẽ vẫn luẩn quẩn ở trong một cộng đồng nào đó. Chúng ta nên cung cấp thông tin một cách đầy đủ, liền mạch và nhất quán, tránh cái việc là chúng ta lựa chọn những thông tin chỉ có lợi cho chúng ta mà che giấu đi những thông tin bất lợi. Phương án thứ ba đó là các bạn sử dụng sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, sử dụng website tin giả.gov.vn. Nếu như thông tin các bạn cung cấp được gắn nhãn là tin giả thì đấy sẽ là một cơ sở rất là tốt để bạn bảo vệ bản thân mình trên mạng xã hội. Theo quy định mới là từ ngày 1 tháng 7 vừa qua thì công tác kiểm tra xử lý với các trường hợp vi phạm đã được Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thực hiện trên ứng dụng VNEID. Tức là trước đây mà khi tham gia giao thông thì phải cầm theo giấy tờ xe, nhưng mà bây giờ thì chỉ cần mở ứng dụng VNEID và xuất trình bằng lái xe điện tử đã được tích hợp, vậy là xong. Thao tác này thì khá nhanh gọn và thuận tiện. Vậy trên thực tế thì việc áp dụng hình thức mới này như thế nào? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên giao thông. Chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Điều khác biệt so với trước là với những trường hợp đã tích hợp các loại giấy tờ xe trên ứng dụng VNEID thì Cảnh sát Giao thông sẽ kiểm tra giấy tờ thông qua ứng dụng này. Việc xử lý vi phạm vì tạm giữ các loại giấy tờ theo quy định cũng được thực hiện trên môi trường điện tử. Trong quá trình làm nhiệm vụ, có thể là phát hiện và ngăn chặn luôn được cái hành vi là sử dụng giấy phép lái xe giả trên môi trường điện tử. Vì qua cái tra cứu thì chúng tôi có thể nắm rõ luôn được là giấy phép lái xe đã được sát hạch tại đâu và có được đúng cơ quan chức năng cấp phát hay không. Lực lượng chức năng có thuận lợi khi rút ngắn được thời gian xử lý. Các lỗi vi phạm cũng được xử lý một cách triệt để, chính xác hơn. Còn với người dân, việc kiểm tra giấy tờ xe và xử lý vi phạm trên VNEID cũng nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ngày trước là mình cứ phải kè kè theo cái ví tiền gì đấy hoặc là túi gì đấy để mình mang theo cái thứ thì nó mất thời gian để mình xuất trình. Từ khi có cái VID này thì mình ra đường mình tự tin hơn, mình cũng không lo quên giấy tờ gì nữa. Chỉ cần có cái điện thoại là có thể là cho các anh ấy kiểm tra đầy đủ rồi. Thuận lợi như vậy, nhưng hiện nay nhiều người chưa tích hợp các loại giấy tờ xe trên ứng dụng VNEID. Vì thế, sau 3 ngày triển khai xử lý vi phạm trên VNEID, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội mới chỉ thực hiện tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử với 29 trường hợp. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh dài hàng ngàn km nối liền từ Bắc vào Nam, thì 37 km ở đèo Lò So giáp danh giữa hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum là một trong những cung đường nguy hiểm nhất. Nguy hiểm không chỉ bởi tuyến đường đèo dài tới 37 km, độ dốc lớn, vực sâu mà hiện nay mặt đường đã xuống cấp trầm trọng. Trên cung đường đèo dài gần 40 km thì 27 km thuộc địa phận tỉnh Kon Tum là điểm đen giao thông đáng sợ nhất. Vài năm trở lại đây, hầu như năm nào trên đoạn đường đèo này cũng xảy ra tai nạn giao thông, nhất là xe khách. Gần 40 km đèo Lò So là một cái cung đường ám ảnh của nhiều lái xe. Trong vòng 3 năm trở lại đây thì có đến 20 vụ tai nạn giao thông, 20 người chết, 20 người bị thương. Và với tình trạng mà xuống cấp tuyến đường đèo như hiện nay thì cái nguy cơ gây tai nạn càng nhiều thêm, nhất là mùa mưa đang đến gần. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong vòng 14 năm qua, trên đèo Lò So đã xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người và 333 người bị thương. Trước tình hình tai nạn có nguy cơ gia tăng, thời gian qua, đơn vị quản lý đường bộ liên tục gia cố tường lốp xe, mở thêm hốc cứu nạn để giảm thiểu số người chết do tai nạn trên tuyến đường đèo này. Đường nó hư hỏng nhiều quá, nó vỡ nhiều quá. Đâm ra là anh em đi nhiều khi là cẩn thận thật, nhưng mà ngược lại cái là nó vỡ lứt nhiều quá rồi mình lé tránh không có kịp, đâm ra xảy ra tai nạn rất nhiều. Cái đường đèo Lò So này nó rất là nguy hiểm, cua gấp rất là nhiều và xuống dốc rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi chỉ người dân lái xe thì chỉ biết là mong làm sao mà để nó an toàn nhất trên cung đường đi của mình thôi.
xóa điểm đen giao thông trên đèo Lò Xo luôn là thách thức với cơ quan chức năng. Do địa hình phức tạp, đèo dốc quanh co, vực sâu, nhiều lái xe thiếu kinh nghiệm sử dụng phanh liên tục đã dẫn đến xe bị bốc cháy hoặc mất phanh. Cơ quan chức năng đã lắp thêm biển cảnh báo hướng dẫn cách vượt đèo. Tuy nhiên, đối với nhiều lái xe, vượt đèo Lò Xo rất áp lực, nhất là khi trời mưa, sương mù. Để đảm bảo an toàn giao thông, ngoài tuân thủ quy định về biển báo, các lái xe cần kiểm tra xe tại trạm dừng nghỉ trước khi vượt đèo. Chỉ sau vài ngày thì đã có 16,6 triệu tài khoản ngân hàng đã được thực hiện xác nhận sinh trắc học đối chiếu với cả dữ liệu của bên Bộ Công an. Số liệu này cũng cho thấy khách hàng đã sẵn sàng thực hiện các giải pháp nhằm tăng tính bảo mật, giúp thực hiện giao dịch trực tuyến an toàn hơn. Thông tin tại hội thảo, đã có hơn 40 tổ chức tín dụng và 2 trung gian thanh toán cung cấp dịch vụ xác thực trên ứng dụng ngân hàng. Để gỡ khó cho người dân, cũng có hơn 60 đơn vị cung cấp dịch vụ xác thực trực tiếp tại quầy. Có một tổ chức tín dụng liên kết xác thực sinh trắc học qua tài khoản VNEID. Việc sử dụng ảnh chụp hay công nghệ deepfake cũng được các ngân hàng liên tục rà soát và xử lý kịp thời. Sau khi triển khai 245, chúng tôi cũng muốn là cải tiến các mobile app để cài đặt những tính năng thông minh, hiểu được thiết bị, nghe ngóng, xem cái người sử dụng, người ta có hoạt động gì bất thường không, và đưa ra cảnh báo, thậm chí ngăn chặn các cái giao dịch. Thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để đưa vào cái chống cái deepfake này. Với các cái công nghệ mà các ngân hàng sử dụng ấy, là có các công nghệ là chống deepfake, là cả cái công nghệ chống là ảnh tĩnh và thực thể là xác thực, gọi là live deep check ấy, thì để xác thực là bảo đảm là thực thể sống. Các cái giải pháp sinh trắc học tăng cường cùng với OTP thì sẽ là bảo đảm là các cái hoạt động thanh toán là được là diễn ra một cách an toàn. Ngoài ra, Cục Công nghệ Thông tin của Ngân hàng Nhà nước cũng cùng các ngân hàng triển khai hệ thống cảnh báo tài khoản lừa đảo được đối chiếu với dữ liệu của Bộ Công an thu thập nhằm đưa ra cảnh báo sớm cho người dùng. Việc triển khai các giải pháp bảo mật đa lớp cũng ngăn chặn dòng tiền phi pháp hay các hành vi lừa đảo trên không gian mạng khi đảm bảo tài khoản thực hiện giao dịch là tài khoản chính chủ. Thưa quý vị, quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, hay chúng ta còn gọi là cơ chế DPPA, vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 80 năm 2024. Theo đó thì chúng ta sẽ có hai hình thức mua bán và giao nhận điện năng lượng tái tạo. Một, đó là các bên mua bán điện thông qua đường dây của lưới điện quốc gia, và hai là các tổ chức cá nhân tự đầu tư đường dây riêng để mua điện trực tiếp từ nhà máy năng lượng tái tạo. Và một điểm rất đáng chú ý trong nghị định mới này đó chính là đã mở rộng hơn đối tượng tham gia mua bán điện năng lượng tái tạo, tức là mở rộng cả về bên mua và cả về bên bán. Trước đây là những cái dự án phát triển năng lượng ấy, thì cái đối tượng mà họ bán thì họ chỉ có thể bán cho EVN là đối tượng mua điện duy nhất. Nhưng mà với cái nghị định này thì người mua nó sẽ phong phú hơn, đó là những cái người mà tiêu thụ trực tiếp và có cái nhu cầu sử dụng điện năng lượng tái tạo, chứ không chỉ là EVN. Dựa vào nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo trên thị trường, Bộ Công Thương cho biết, quy định về mức tiêu thụ điện năng là 500.000 kWh mỗi ngày vẫn là khá cao. Để đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương điều chỉnh xuống mức thấp hơn là 200.000 kWh mỗi ngày. Thông qua đó thì đã giúp cho hơn 4.500 khách hàng trong cái ngưỡng giải ngưỡng từ 200 đến 500.000 kWh điện tháng được quyền tham gia cơ chế mua điện trực tiếp. Điều này làm thỏa lòng của rất nhiều khách hàng, cũng như là chúng tôi rất là ủng hộ với cơ chế này. Trước đây, khách hàng chỉ mua điện qua nguồn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vì thế, doanh nghiệp sẽ không thể biết là mình mua điện từ dự án nhiệt điện, thủy điện hay năng lượng tái tạo. Thế nhưng, thông qua cơ chế DPPA, doanh nghiệp biết chắc là mình đang mua điện sạch. Điều này có ý nghĩa rất lớn cho ngành sản xuất khi hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang đứng trước yêu cầu xanh hóa ngày càng cao. Với cái sự ra đời của cái nghị định 80 thì nó cũng là một cái tích cực của thị trường điện Việt Nam. Cái đấy mình phải đánh giá khách quan như vậy, là bởi vì là họ mở ra thêm được nhiều cách mua bán điện khác nhau. Cụ thể quy định tại Nghị định 80, doanh nghiệp có hai sự lựa chọn mua bán điện. Một là mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng của doanh nghiệp. Hai là mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia. Ông Trần Minh Tiến cho biết doanh nghiệp sẽ ưu tiên phương án 2. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được giải pháp này, cần phải có những quy định cụ thể hơn về giá cả dịch vụ của hạ tầng điện. Bởi vì nhà máy, ví dụ nhà máy nằm ở tại một địa phương, nhưng lại bán điện cho một cái khách hàng ở địa phương khác,
thì bây giờ mình không thể nào đi đường dây riêng được, mà mình phải hòa vào lưới điện quốc gia. Thì bây giờ cái thủ tục để mà mua bán với người ta nhưng thông qua cái hạ tầng của nhà nước, và cái nhà nước cũng phải thu cái dịch vụ để phục vụ cho hai doanh nghiệp này, thì nó cũng là một cái chuyện mà tôi nghĩ là cũng phải rất tỉ mỉ. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đánh giá tích cực sự ra đời của Nghị định 80, giúp thị trường mua bán điện mang tính cạnh tranh và hấp dẫn hơn. 1.400 tỷ đồng là tổng số tiền công đức thống kê được trong năm 2023 của chưa đến quá nửa số di tích lịch sử văn hóa trên cả nước. Đáng chú ý, số tiền được thống kê chủ yếu tại các di tích là cơ sở tín ngưỡng với hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó có 7 di tích thu trên 25 tỷ đồng. Ấn tượng nhất là di tích Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang có số thu là 220 tỷ đồng. 9 địa phương có số thu trên 100 tỷ đồng. 7 địa phương có số thu trên 200 tỷ đồng là Hà Nội, Hải Dương, An Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên và Nam Định. Kính chào quý vị khán giả. Di tích quốc gia đền Chợ Củi, tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện giao khoán thu tiền công đức cho hộ gia đình. Trước năm 2023, mức thu tại đền chỉ khoảng 2,5 tỷ đồng một năm. Nhưng từ năm nay, thực hiện quản lý theo quy định mới, số thực thu trong 2 tháng đầu năm đã lên tới hơn 4,3 tỷ đồng, cao hơn mức khoán cả năm 1,7 lần. Rõ ràng, nếu tất cả các di tích đều thực hiện ghi chép và báo cáo, thì số liệu tổng số tiền công đức tài trợ năm vừa qua sẽ vượt xa con số 4.100 tỷ rất nhiều. Vẫn còn hơn 16.000 cơ sở, chiếm hơn một nửa tổng số di tích văn hóa lịch sử trên cả nước, chưa có báo cáo thu chi. Bản thân cái phạm vi mà chúng ta nắm được thông tin đấy cũng chỉ là chiếm một phần rất nhỏ thôi. Cái số mà chúng ta chưa biết được, cái số mà chúng ta không quản trị được, thì tôi dám chắc rằng là nhiều hơn thế, như thế rất nhiều. Chuyển biến từ cách quản lý nguồn công đức tài trợ theo thông lệ quy ước bao đời sang quy định mới trong năm đầu tiên quả không mấy dễ dàng. Không ít di tích quản lý chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro để thất thoát, trộm cắp. Thích ứng với quy định mới, vẫn phải trông chờ thêm những cách làm hay, giải pháp tốt. Chúng ta phải có các cái nghiên cứu, xem xét, dần dần đưa vào quản lý thì chúng ta cần phải có cái quá trình thay đổi các cái quy định cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của các cơ sở tín ngưỡng cũng như phù hợp với thực tiễn của cuộc sống. Tại các di tích là cơ sở tôn giáo, về cơ bản đều có hoạt động thu chi tiền công đức tài trợ, nhưng vẫn còn khoảng 31%, tương ứng với gần 1.800 cơ sở di tích không báo cáo. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở tự viện của giáo hội thực hiện nghiêm túc. Khi tiếp nhận công đức của đồng bào Phật tử và nhân dân thì cần phải phân biệt cái nội dung của tiền công đức đó. Họ muốn công đức cho cái nguyện vọng gì? Với tiền công đức tài trợ của một đồng, công một nén, khi người dân đã tin tưởng mà trao lòng thành thì nơi tiếp nhận cũng phải xây dựng chữ tín. Công khai minh bạch khoản tiền này vừa tạo ra nguồn lực bền vững mà không gây cản trở cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Đảng Lao động Anh hay còn gọi là Công Đảng đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử thay thế cho đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak đã nắm quyền trong vòng 14 năm qua. Trong khi quá trình kiểm phiếu vẫn còn đang diễn ra thì Công Đảng Anh vào lúc này đã giành được 390 ghế trên tổng số 650 ghế tại Quốc hội. Trong khi đó thì đảng bảo thủ cầm quyền chỉ giành được 99 ghế. Với kết quả này thì lãnh đạo Công Đảng, ông Keir Starmer đã trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh. Ông Keir Starmer sẽ thành lập nội các mới trong ngày hôm nay sau khi kết quả cuối cùng được công bố. Ông cho biết nước Anh đã sẵn sàng cho sự thay đổi và chiến thắng của Công Đảng cũng đi kèm với những trách nhiệm lớn lao. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thừa nhận thất bại và đã gọi điện cho ông Keir Starmer để chúc mừng. Cũng theo kết quả kiểm phiếu thì Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tư pháp Anh, hai nhân vật chủ chốt của đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak, đã mất ghế trong Quốc hội. Cảnh sát Ấn Độ ngày hôm qua cho biết đã bắt giữ 6 người liên quan đến vụ dẫm đạp nghiêm trọng tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc của Ấn Độ trong ngày 2 tháng 7 khiến cho 121 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
sự cố dẫm đạp xảy ra khi mà bài giảng đạo của nhà truyền giáo nổi tiếng người Ấn Độ Surat Bao Singh kết thúc và đám đông tín đồ Hindu tìm cách tiếp cận sân khấu để có thể chạm tay vào nhà truyền giáo này. Theo cảnh sát địa phương, cả 6 đối tượng bị bắt giữ đều là phụ tá của nhà truyền giáo. Đáng chú ý, khi mà tình trạng dẫm đạp xảy ra, cả 6 người này đều đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ dẫm đạp xảy ra vào một buổi lễ của các tín đồ Hindu tại thành phố Haras, cách thủ đô New Delhi khoảng là 200 km về phía đông nam. Đây là thảm kịch tồi tệ nhất tại Ấn Độ trong hơn một thập kỷ vừa qua. Số lượng người tham dự đông gấp 3 lần cho phép được xem là nguyên nhân chính dẫn đến vụ dẫm đạp này. Thành viên của gần 100 nhóm bảo vệ quyền lợi bệnh nhân ở Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình tại trung tâm thủ đô Seoul kêu gọi các bác sĩ chấm dứt cuộc đình công, làm gián đoạn các dịch vụ y tế công cộng trong gần 5 tháng qua ở quốc gia này. Các nhóm tham gia cuộc biểu tình bao gồm Tổ chức Liên minh Bệnh nhân Hàn Quốc và Tổ chức Bệnh hiếm Hàn Quốc. Cuộc biểu tình đã gây gián đoạn hoạt động của các bệnh viện lớn, trong khi tiến độ khởi động đối thoại giữa chính phủ và cộng đồng y khoa vẫn còn chậm chạp. Bên cạnh đó, các giáo sư y khoa hiện cũng đã tham gia cuộc bãi công. Trong tình hình này, nhiều bệnh viện lớn tại Seoul đã phải bắt đầu cắt giảm việc chăm sóc bệnh nhân hay là tạm dừng việc điều trị cho các bệnh nhân ngoại trú và các ca phẫu thuật không khẩn cấp. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc kêu gọi các giáo sư y khoa không áp dụng các biện pháp cực đoan như là bãi công tập thể vô thời hạn, đồng thời nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để giúp họ hoàn thành khóa đào tạo. Tôi không chọn đi theo phía chính phủ hay bác sĩ. Chúng tôi chỉ muốn có lại môi trường được điều trị y tế mà người bệnh không cần phải lo lắng gì cả. Không cần phải liệt kê ra những nỗi lo lắng và ảnh hưởng tới sức khỏe, tới những bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp, có bệnh hiếm, bệnh nan y và bệnh mãn tính. Chúng tôi đã chứng kiến điều này ở góc độ bệnh nhân và giờ là từ góc độ của người nhà bệnh nhân. Vì sao tất cả chúng tôi phải chịu đựng, thấy lo lắng và dự bị ảnh hưởng từ cuộc đình công này? Bệnh nhân đã có bệnh rồi và giờ còn chịu hậu quả từ quyết định của các bác sĩ và nhân viên y tế nữa. Thưa quý vị, mới đây công ty đường sắt Tây Nhật Bản vừa giới thiệu một nhân viên mới có thể bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường sắt. Điều đáng nói ở đây, nhân viên này lại là một robot hình người khổng lồ được gắn trên một chiếc xe tải đặc biệt có thể di chuyển trên đường ray. Với chiều cao 12 mét, nhiệm vụ chính của chú robot hình người này là cắt tỉa cành cây vương víu dọc đường ray, cản trở tầm nhìn của lái tàu và hoạt động của tàu trên đường ray. Ngoài ra, robot cũng thực hiện nhiệm vụ sơn lại các khung kim loại giữ đường dây cáp điện được lắp đặt phía trên tàu. Người điều khiển sẽ ngồi trong một buồng lái trên xe tải, quan sát và điều khiển hoạt động của robot từ xa thông qua hệ thống camera được gắn trên đầu của robot. Theo công ty đường sắt Tây Nhật Bản, robot giúp cho công nhân giảm nguy cơ tai nạn lao động như là bị điện giật hay là rơi từ trên cao. Ngoài ra, thì công nghệ này còn giúp tiết kiệm nhân lực trong bối cảnh Nhật Bản đang rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động. Indonesia vừa khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện đầu tiên và có quy mô lớn nhất Đông Nam Á tại thị trấn Karawang của Tây Java. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Indonesia cũng như nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á đang nỗ lực tìm chỗ đứng trong ngành công nghiệp mới nổi này. Phóng viên Hữu Hưng, thường trú Đài truyền Việt Nam tại ASEAN, thông tin chi tiết. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định việc khánh thành nhà máy sản xuất pin xe điện lớn nhất Đông Nam Á này là một bước đi chiến lược của chính phủ Indonesia nhằm hiện thực hóa sự cải thiện kinh tế và đưa Indonesia trở thành quốc gia dẫn đầu về sản xuất xe điện ở Đông Nam Á, tham gia vào chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu. Nhà máy sản xuất pin này là liên doanh giữa các nhà sản xuất Hàn Quốc gồm Hyundai Motor Group và LG Energy Solution, có năng lực sản xuất tới 10 GWh pin mỗi năm. Đây là một phần của thỏa thuận sản xuất pin xe điện trị giá 9,8 tỷ đô la Mỹ được ký kết giữa Indonesia và tập đoàn LG của Hàn Quốc vào năm 2020. Liên doanh này có kế hoạch chi 2 tỷ đô la Mỹ để nâng công suất của nhà máy lên 20 GWh. Indonesia là nền kinh tế lớn nhất khu vực và là nơi có trữ lượng niken lớn nhất thế giới. Với các nhà máy luyện kim đang được xây dựng và với việc sản xuất pin xe điện, Indonesia kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu. Hữu Hưng, thường trú trên Việt Nam tại ASEAN. Bên cạnh những trận cầu rất là hấp dẫn thì Euro cũng là dịp để kinh doanh đối với các lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn tại Đức. Và cộng đồng người Việt tại Đức thì cũng có nhiều nhà hàng nổi tiếng và đang được hưởng lợi nhờ sự kiện thể thao này. Ghi nhận của phóng viên Tiến Dũng tác nghiệp tại Đức. Quán có cái tên dễ thương Papami ở trung tâm Cologne. Thực đơn có cả món ăn Việt Nam và bản địa.
những ngày diễn ra Euro, 6 nhân viên của quán hoạt động hết công suất từ sáng đến đêm muộn. Lượng khách tăng đột biến, bàn ăn luôn được đặt hết ở mọi khung giờ. Bình thường chưa có giải bóng ấy thì quán cũng đã rất đông đúc rồi. Nhưng mà vào dịp bóng cúp này ấy, thì nhiều các cổ động viên bóng đá đến đây. So với ngày thường chẳng hạn thì là doanh thu ngày thường so với thì nó cũng lên gấp rưỡi. Quán ăn này thì bán cả đồ ăn Việt Nam và đồ ăn bản địa. Và tất nhiên một trong những món ăn nổi tiếng và được khách đặt nhiều nhất đó chính là món phở bò. Bát phở thì rất là to. Đồ ăn ngon tuyệt, đẳng cấp thế giới từ đồ ăn đến phục vụ. Đồ ăn cũng rất có lợi cho sức khỏe nữa. Quán Tân Tân nằm cạnh ga tàu trung tâm, tấp nập người qua lại, ai cũng vội vã nên hàng ăn nhanh là lựa chọn hàng đầu. Ở đây bán cả đồ ăn Việt Nam kèm với món ăn các nước như sushi Nhật Bản, các món ăn châu Á khác và cả đồ ăn nhanh bản địa. Những ngày có trận đấu ở đây, quán phục vụ không xuể. Nói chung là cổ động viên các nước tới rất là đông, tăng nhiều, tất nhiên là tăng nhiều bởi vì thêm cái lượng khách rất là lớn. Mình mong muốn là khách đến ăn ở quán mình là rất muốn quay lại quán mình và nhớ đến ẩm thực Việt Nam và rất nhớ đến con người Việt Nam mình rất chi là thân thiện. Không chỉ cải thiện doanh thu nhờ Euro, người Việt còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hóa với bạn bè quốc tế thông qua ẩm thực.